Việt Nam đang tiến hành nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống virus corona chủng mới. Việc nuôi cấy và phân lập thành công chủng mới của virus corona là tin vui giúp chúng ta hiểu được đặc tính của chúng, đồng thời tạo tiền đề để nghiên cứu vaccine phòng bệnh này. Vào ngày 10 tháng 2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết cả nước có khoảng 22 đơn vị đủ khả năng thực hiện xét nghiệm, nếu huy động thêm có thể lên đến 30 đơn vị. Được biết, Việt Nam không thiếu sinh phẩm xét nghiệm và cũng đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm phát hiện dịch bệnh theo quy định. Đồng thời, Bộ Y tế cũng hoan nghênh và khuyến khích tất cả các đơn vị khoa học, công nghệ tham gia sản xuất sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm. Về vaccine phòng bệnh hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Thứ trưởng Long cho biết Bộ Y tế cũng đã tiến hành nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống dịch. Trả lời thêm về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho hay, việc Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công virus corona chủng mới là một tin vui giúp chúng ta hiểu được đặc tính của chúng, đồng thời tạo tiền đề để nghiên cứu vaccine phòng bệnh này. Tuy nhiên, việc tạo ra vaccine phòng bệnh, nhất là với chủng virus mới, còn có nhiều điều chưa rõ, như là virus corona là một vấn đề không dễ dàng. Trước đó, vào ngày 7 tháng 2, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã công bố nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona trong phòng thí nghiệm. Việc nuôi cấy thành công này sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm virus corona chủng mới. Đây cũng là tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển vaccine phòng chống loại virus này trong tương lai. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, việc nuôi cấy một virus có độ ổn định chưa rõ như virus corona chủng mới là rất khó. Việt Nam rất may mắn là có được kinh nghiệm cũng như được chia sẻ kinh nghiệm từ các nước, nên thành công phân lập được virus. Hệ thống nuôi và khuếch đại virus rất quan trọng trong nghiên cứu, chẩn đoán và sản xuất vaccine. Tại Việt Nam, các kinh nghiệm nghiên cứu lựa chọn chủng vaccine, hệ thống nuôi cấy và phát triển vaccine, sản xuất vaccine trong nước đã được quốc tế ghi nhận với nhiều thành công. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng trong tương lai gần sẽ có vaccine phòng chống chủng mới của virus corona gây viêm phổi cấp, bà Mai cho hay. Được biết, Việt Nam cũng bắt đầu thử nghiệm thuốc điều trị virus corona chủng mới. Loại thuốc dùng để hỗ trợ phòng ngừa và điều trị HIV-AIDS được đánh giá là hiệu quả và an toàn trong việc phối hợp điều trị người nhiễm bệnh virus corona mới. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh vừa phê duyệt bổ sung một đề tài độc lập cấp nhà nước, đánh giá hiệu quả và tính an toàn của việc bổ sung Lopinavir và Ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona mới nhằm xây dựng phác đồ điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Lopinavir và Ritonavir được biết đến là một loại công thức phối hợp liều cố định để điều trị và phòng ngừa nhiễm HIV-AIDS. Các nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu sẽ thử nghiệm trong 4 tuần hoặc trên 10 người bệnh, từ đó sẽ báo cáo đánh giá hiệu quả đáp ứng lâm sàng, cận lâm sàng, virus học cũng như là tính an toàn của việc sử dụng bổ sung Lopinavir, Ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona chủng mới được điều trị theo phác đồ điều trị nền của Bộ Y tế. Cơ quan nghiên cứu cũng sẽ báo cáo sơ bộ về tính an toàn của việc bổ sung Lopinavir và Ritonavir phối hợp điều trị người bệnh dựa trên phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Căn cứ các báo cáo trên, có thể đề xuất việc sử dụng Lopinavir và Ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona chủng mới. Trong vòng 12 tháng, nghiên cứu sẽ làm rõ đánh giá hiệu quả và tính an toàn của việc sử dụng bổ sung Lopinavir và Ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona dựa trên phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Theo đó, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh giao Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị gồm Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm Cảnh giác Dược và các đơn vị khác được Bộ Y tế giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định phê duyệt danh mục 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, giao trực tiếp cho 3 tổ chức chủ trì. Khẩn trương triển khai thực hiện, trong vòng 1 tháng nữa, có thể có 3 loại bộ kit được dùng để chủ động chẩn đoán, phân loại bệnh do virus corona chủng mới, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, 3 đề tài nghiên cứu bao gồm nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm TRPCR và real-time TRPCR, phát hiện chủng mới của virus corona và giao cho Học viện Quân y chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện. Nghiên cứu chế tạo hệ thống phát hiện nhanh để sàng lọc chủng mới của virus corona giao cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên sinh hóa Phù Sa Biochem, chủ trì phối hợp với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ thực hiện.
nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, virus bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại Việt Nam giao cho Viện Pasteur TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.